theo đây, nhà khoa học trẻ Đỗ Ngọc Chung với thiết bị làm giá đổ sạch. Thiết kế nhà bếp cho tương lai. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ trao giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng công viên khoa học Thiên Niên Kỷ cho trường Đại học Nguyễn Tất Thành và dự án xây dựng và phát triển khu Sài Gòn Silicon City cho công ty cổ phần công viên Sài Gòn Silicon. Dự án công viên khoa học Thiên Niên Kỷ có diện tích đất dự kiến sử dụng là 22,7 hectare, gồm các hạng mục như vườn ươm và cây cảnh ba miền, công viên khoa học với tháp Thiên Niên Kỷ, quảng trường năng lượng mặt trời, quảng trường chính, bảo tàng thiên nhiên và nhà kính sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao. Cùng với dự án công viên khoa học Thiên Niên Kỷ, dự án xây dựng và phát triển khu Sài Gòn Silicon City được xây dựng có tổng vốn đầu tư khoảng 860 tỷ đồng trên diện tích khoảng 50 hectare nhằm thu hút các doanh nghiệp Việt kiều về đầu tư tại Sài Gòn Silicon City, triển khai các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại đây. Dự kiến dự án sẽ khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2015 và bắt đầu thu hút đầu tư vào đầu năm 2016.